cùng suy gẫm về hội thánh, đó là hãy nghe những tiếng gọi. Tôi muốn dùng cái cụm từ này để thách thức một tấm lòng chúng ta. Hãy lắng nghe những tiếng gọi. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem một phân đoạn Kinh Thánh nền tảng ở trong Ê-sai đoạn 6 từ câu 1 đến câu số 8. Ê-sai đoạn 6 từ câu 1 đến câu số 8. Xin hỏi Hội Thánh Chúa ở đây chúng ta dùng bản hiệu lính hay là truyền thống vậy ạ? Bản truyền thống. Bản truyền thống. Bây giờ xin kính mời Hội Thánh đứng lên để chúng ta cùng nhau đọc. Chúng ta sẽ đọc từ câu 1 đến câu số 8. Chúng ta cùng nhau bắt đầu. Về thăm Chúa Hosea, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao xa, và áo của Ngài đầy đầy ánh quang. Những seraphim đứng bên trên Ngài, mỗi seraphim có 6 cánh, 2 cánh che mặt, 2 cánh che đầu, và 2 cánh đủ để bay. Các seraphim cùng nhau kêu lên rằng: Thời của ước nó rất là riêng biệt.
và ông đã bị phun. Thì trong cái thời điểm này, ngay khi mà vua Hosea qua đời, thì lúc bấy giờ Esai đã được gặp Chúa. Tôi thiết nghĩ nếu như vua Hosea còn sống thì dường như hình ảnh của vua Hosea là một cái bức tường che khuất để rồi Esai sẽ không thể nào thấy rõ được Chúa. Ngày hôm nay chúng ta cũng dễ rơi vào tình trạng đó. Khi chúng ta gần gũi với một người quá tốt, một người kính sợ Chúa, một người yêu mến Chúa, một người hầu việc Chúa tuyệt vời, đôi khi chúng ta cũng thần tượng, phải không? Có phải không ạ? Dạ. Đừng hiểu lầm tôi rằng là chúng ta không trân trọng, chúng ta không kính trọng, chúng ta không trân quý những cái tấm gương đó. Đừng hiểu lầm tôi. Nhưng nếu chúng ta thần tượng đến mức mà chúng ta chỉ thấy những người đó mà không thấy Chúa thì nguy hiểm. Amen. Yeah. Ở đây cho chúng ta thấy rằng là vào năm vua Hosea, khi mà vua Hosea qua đời thì Esai đã có cơ hội được gặp Chúa. Và tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái cách của Chúa để Ngài kêu gọi Esai. Nếu không thì Esai cũng hầu vì Chúa vậy, đôi khi cũng hầu vì Chúa vậy, nhưng mà tuân thủ theo những gì mà của con người hoặc là của tổ chức, nhưng mà không hề biết được cái ý muốn của Chúa hay là đường lối của Chúa, không biết rõ. Chúng ta cần phải biết, mỗi người trong chúng ta bước đi với Chúa, chúng ta cần phải biết được ý muốn của Chúa trên đời chúng ta. Amen. 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 Và ở đây phân đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta thấy rằng Esai ông đã thấy rõ một cái bức tranh rất là tuyệt vời. Đây là bức tranh của thiên đàng tại ngay của Chúa. Ông thấy Chúa, ông thấy những seraphim chầu quanh ngay. Và các seraphim này thờ của Chúa, họ đồng hô lên rồi: thánh thay, thánh thay, thánh thay, là xưa ba. Và khi mà Esai ông thấy Chúa rồi, lúc bây giờ ông mới thấy rõ cái con người của ông. Có lẽ lắm trước đó ông thấy vua Hosea, rồi ông thấy được những cái việc mình làm, thấy ồ mình công bình quá, mình là người tốt lắm rồi đó, mình rất là tốt đẹp á, mình làm nhiều việc tốt á cho Chúa nè, cho quốc gia nè, cho dân tộc nè, cho đất nước nè. Ồ, nhưng mà bây giờ khi mà thấy Chúa rồi thì ông nói gì? Khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, tiêu rồi, tiêu tùng rồi. Tại sao vậy? Tại vì tôi là người con môi dơ dại. Ở đâu? Ở giữa một dân con môi dơ dại. Xưa giờ tao thấy đó mà, ông luôn nghĩ là khô. Ông là một vị quan bên cạnh vua, và những lời nói của ông á đầy uy quyền. Nhưng mà bây giờ thì sao? Thì thấy Chúa rồi, ô thật là môi dơ dãi, mà ở giữa dân có môi dơ dãi, mà ông không thể nào sống nổi ở trước mặt Chúa, quá thánh khiết. Nhưng mà cảm tạ ơn Chúa với cái sự khiêm nhường của Esai, mà Chúa đã đến vào cái hình ảnh mà ông nhìn thấy được, đó là thiên sứ gấp lửa ở trên bàn thờ để lên miệng của ông. Và
và nói rằng lỗi của ngươi đã được xóa rồi, tội ngươi đã được tha. Chúng ta có tin rằng khi mà chúng ta thật sự nhìn thấy được chính mình và thả lòng của mình xuống, thì bởi lòng nhân từ của Chúa, dầu cho tội của chúng ta đỏ như hồng điều, Ngài cũng sẽ làm trắng như tuyết. Dầu tội chúng ta có đỏ như son, Ngài cũng béo trắng như lông chiên. Amen. Với điều kiện là chúng ta có thấy được chính mình không, hay là chúng ta vẫn kiêu ngạo, vẫn dương tự đắc, cũng cho rằng ô chúng ta là số 1 hay là số mấy á. Anh chị em ơi, đây là hình ảnh mà Chúa Ngài muốn chúng ta cần phải hạ mình xuống, chúng ta sẽ nhìn thấy chính mình rõ hơn. Nhưng mà trước khi mình chúng ta thấy mình á, chúng ta phải thấy Chúa, chúng ta phải thấy mình. Amen. Hãy bước vào trong sự thờ phượng Chúa. Ở tại nơi đó chúng ta sẽ thấy Ngài. Nhưng mà phải thờ phượng Chúa bằng tất cả tấm lòng của mình, chúng ta sẽ thấy Chúa. Và khi thấy Chúa rồi, chúng ta sẽ thấy được chính mình. Còn nếu không, chúng ta cũng thấy mình, nhưng mà thấy mình ngon lành lắm, thấy mình ở trên bệ cao, ở vị trí tốt lắm. Ở trước mặt Chúa, chúng ta chẳng là cái gì cả. Và cảm tạ ơn Chúa, khi mà đã được tha rồi, tội lỗi đã được xóa rồi, thì ngay lập tức Chúa có một sứ mệnh cho tôi. Đầy lòng tin cậy rằng nếu như Ê Sai như vậy, thì mỗi một người trong chúng ta cũng như vậy. Như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà Chúa Ngài xóa tội của chúng ta, Ngài làm phếu trắng hết tất cả những lỗi lầm của chúng ta, thì Ngài có sứ mệnh cho mỗi người trong chúng ta. Amen. Quý vị có tin rằng Chúa có sứ mệnh cho mình không? Chúa đến với Ê-sai và nói gì ạ? Ta sẽ sai anh, và ai sẽ đi cho chúng ta? Nếu chúng ta suy ngẫm cái câu hỏi này, rõ ràng là Chúa không có gọi đích danh Ê-sai à? Nhưng mà Chúa thử xem coi Ê-sai đáp ứng như thế nào. Amen. Anh chị ơi, chúng ta có tin rằng Chúa Ngài đang gọi chúng ta cũng giống như gọi Ê-sai, ta sẽ sai đi và ai sẽ đi cho chúng ta? Bao nhiêu cánh tay sẵn sàng giơ lên để nói rằng vâng thưa Chúa, có con đây, xin Ngài sai con. Vâng thưa Chúa, có con đây, xin Ngài sai con. Có nhiều người lớn gọi lên, tôi già rồi làm gì được. Khi mà tôi sang thăm một cái trường học, cái trường Kinh Thánh ở tại Mỹ, và tôi đứng tôi nhìn những cái vị mà lớn tuổi đó, và tôi nghẹn ngào, tôi được khích lệ và tôi nghẹn ngào vô cùng. Khi mà tôi vào một cái trường Kinh Thánh, tôi không tưởng được, tôi thấy ở Việt Nam á không có được như những cái quốc gia. Những ông bà cũ á, và khi mà tôi hỏi đó, họ 80 mấy tuổi nhưng mà vẫn làm việc trong trường Kinh Thánh, họ đi làm khó như thế quý vị. Và đúng nghĩa luôn, hầu vì Chúa không về hương. Amen. Mắt tôi tận mắt nhìn thấy, và tôi hỏi, tôi chỉ hỏi những người đi cùng với tôi thôi, chứ tôi không có, tôi ngại hỏi trực tiếp họ, bởi vì đối với người nước ngoài hỏi tuổi
vấn đề nó không có cái gì đấy. Và tôi biết được là tám mươi mấy tuổi. Và tôi nói rằng là bộ ở đây ở trường không cho họ nghỉ hay sao? Nó không mục sư ở đây mà họ được nghỉ, họ có quyền nghỉ, nhưng mà họ không có chịu nghỉ. Ở đây họ bị Chúa, thứ nhất là nó vui hơn, thứ hai là vẫn còn được tiếp tục phục vụ Chúa. Còn không ở nhà buồn lắm, không có gì để làm hết, buồn lắm. Và tôi thấy thật cũng như vậy. Tuần vừa rồi tôi tiếp một đại tớ của Chúa, năm nay bà 80 mấy tuổi rồi. Tôi ngại hỏi tuổi bà, nhưng mà tôi tìm cách để đoán. Tại vì tôi dẫn bà đi Tre Việt á, khu du lịch Tre Việt á. Bà dạy những cái môn thủ ước phải nói là tuyệt vời. Tôi dám khẳng định với quý vị rằng là tôi đã học sách Khải Huyền rất là nhiều với những vị giáo sư, nhưng mà chưa có vị giáo sư nào dạy tuyệt vời như bà. Tất cả những hình ảnh mà bà chiếu lên PowerPoint đó là do chính tay bà vẽ luôn, mà rất là nhiều hình ảnh. Còn đa số những vị giáo sư khác tôi chỉ học trên văn tự chữ nghĩa thôi. Còn những hình ảnh này là Chúa mặc khải cho bà từng cái hình ảnh chi tiết. Tôi sẽ liên hệ với một sư hữu, nếu như ông bằng lòng tôi có thể mời bà đến để dạy môn Khải Huyền. Tôi học xong, xin lỗi quý vị, mình cảm thấy run rẩy, nó quá chi tiết và tuyệt vời. Và tôi dẫn bà đi du lịch Tre Việt. Tôi không ngờ luôn quý vị, tôi thuê mấy cái thú đó để chèo sông đó, ở đó họ cho thuê cái thú để chèo á. Mấy đứa thanh niên nó lên nó chèo có mấy cái à, nó bỏ chèo, bỏ dầm. Còn bà hả, bà chèo không biết mệt luôn. Rồi xong rồi vô hồ bơi á, khi mà xuống hồ bơi là họ cứ bơi bơi qua bơi lại bơi tới bơi lui, bơi cho đến khi mà lên bờ. Thế là tôi mới hỏi chứ, ồ sao bà chèo hay quá. Bà nói rằng là dạy chèo thuyền. Rồi tôi mới hỏi rằng là bà biết chèo từ khi nào. Bà nói là khoảng 70 năm rồi. Hỏi ủa vậy chèo từ lúc nào? Mình là bộ, mình không có hỏi tuổi, mình hỏi điều đó để ra. Bà nói là biết chèo từ khi học trung học, high school. Thì anh chị em tính đi, học trung học là phải mười mấy tuổi, mà biết chèo 70 tuổi, 70 năm rồi, có phải là 80 tuổi không? Rồi tôi dừng lại đó và đã biết là nó 80 mấy tuổi, 80 mấy tuổi nhưng mà vẫn khỏe, vẫn hầu việc Chúa, vẫn từ Mỹ về Việt Nam dạy lời của Chúa. Tuyệt vời không anh chị em? Mắt tôi chứng kiến, tôi sang Mỹ tôi vào ông trường thánh, tôi thấy những ông bà cụ lưng còng xuống vẫn tiếp tục hầu việc Chúa. Tất cả những gì mà mình còn có thể làm được cho Chúa là vẫn tiếp tục lại. Amen. Vậy thì ở lại nơi đây anh chị em ơi, lời của Chúa kêu gọi Ê-sai cũng như kêu gọi mọi người chúng ta. Dễ lắm, chúng ta nói tôi già rồi, tôi còn kẹt gia đình, lo cho vợ con. Thì hỏi đến những thanh niên bận đi học, bận đi làm. Hôm qua tôi tình cờ được tiếp xúc với lại một thanh niên
chưa lập gia đình, còn rất là trẻ. Tôi được kích lệ đó. Tôi mời em đó trưa nay đến giao lưu với thanh niên của thánh chúng tôi để kích lệ thanh niên của thánh. Tình cờ thôi, tôi biết được. Trước đây em đi Mã Lai học đại học ở Mã Lai, nói tiếng Anh rất là sỏi. Học Mã Lai xong rồi ra làm việc ở đại học, rồi về Việt Nam làm việc ở vị trí rất là tốt, ở làm văn phòng đại diện của cái công ty lớn đó. Nghe làm chức nói rất là nhiều nữa. Và cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời kêu gọi em được một cách rất là lạ lùng. Và khi Chúa kêu gọi sẵn sàng buông bỏ, mà Chúa sắp đặt một cách diệu kỳ, có người từ ở nước ngoài mà mua vé máy bay cho em để đi học Kinh Thánh, mà chính bản thân của em đến nỗi mà không biết được họ mua sẵn hết trơn, rồi cuối cùng đi học trường Kinh Thánh ở tại Trung Quốc, học ở tại một cái trường Kinh Thánh dưới lòng đất. Chúng ta biết là ở Trung Quốc hiện nay đang bắt bớ rất là gắt gao. Em được học đó. Học xong gia nhập một cái tổ chức gọi là WeWeb. Ở đây nghe WeWeb thì chúng ta biết ha. WeWeb đã đến Việt Nam, hiện đang làm việc ở miền Bắc nhiều, là một cái tổ chức mà truyền giáo chủ yếu là thanh niên. Và bắt đầu từ đó em đi truyền giáo rất là nhiều quốc gia. Rồi mới vừa rồi về, biết có công việc gì đó, về tình cờ tôi gặp lại. Tôi muốn nói với anh chị em rằng là tôi tiếp xúc với những người lớn tuổi. Lớn tuổi không là vấn đề gì cả. Tôi tiếp xúc với những người trẻ tuổi. Trẻ tuổi cũng không là vấn đề gì cả. Vấn đề ở chỗ là tấm lòng có sẵn sàng với tiếng gọi của Chúa hay không. Còn nếu nói về lý do đó, thì người ta có câu nói là chúng ta đó giống như những bác học, những nhà bác học của những lý do. Nó có một cái cụm từ là những nhà bác học của những lý do, có nghĩa là chúng ta sáng tạo ra những lý do, chúng ta sanh ra những lý do, chúng ta đẻ ra những lý do, chúng ta có vô số lý do để từ chối. Nhưng mà chị ơi, hãy sẵn lòng, hãy mở lòng của mình ra để đón nhận lời của Chúa. Amen. Tôi muốn chia sẻ cho anh của Chúa, nó có ba cái tiếng gọi mà chúng ta cần lắng nghe. Cái tiếng gọi đầu tiên đó là tiếng gọi thiên thượng, hay là tiếng gọi từ trên cao. Thường thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ ở trong Kinh Thánh, đó là tiếng gọi thiên thượng hay là sự kêu gọi thiên thượng. Chúng ta thấy rất là nhiều những tôi đó Chúa ở trong Kinh Thánh được đề cập đến, họ được Đức Chúa Trời kêu gọi họ. Amen. Ví dụ như Môi-se, ông được Chúa kêu gọi để giải cứu người Hebrew, dân Israel ra khỏi Ai Cập. Đúng không em ạ? Nhưng mà rồi chúng ta thấy cái bản chất của con người là gì? Là sợ hãi và tìm cách khoái thác, tìm cách để từ chối. Đúng vậy không? Môi-se có từ chối không? Nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn kêu gọi. Ngài muốn kêu gọi ông, Ngài muốn sử dụng ông. Ông tìm đủ mọi cách để từ chối, Ngài cũng tìm đủ mọi cách để giúp ông. Amen. Ông nói rằng
Rồi nói con không có cái gì đâu để mà ra mặt Pharaoh. Trên tay con có gì? Có cây gậy. Hãy dùng những gì con có mà đi giải cứu dân Israel. Con có cây gậy à? Ừ, cây gậy nó đủ rồi. Quăng xuống. Mở ra rắn. Đưa tay ra cầm rắn, trở thành cây gậy trở lại. Đó là cái gì mà Chúa cũng minh chứng rằng là Ngài đã kêu gọi đó. Và những gì có trong tay đều có thể phục vụ Chúa được. Amen. Amen. Bây giờ tôi hỏi quý vị là chúng ta có gì trong tay? Có ai không có không? Có ai không có không? Ai cũng có. Ngày xưa khi tôi bắt đầu để bước vào trong sự hầu việc Chúa, khi tôi nghe tiếng Chúa kêu gọi, lúc bây giờ và cái thời điểm đó là năm 1990, năm 1990, tôi đang làm ở một cái tiệm bán vàng. Tôi phụ bán vàng trong cái cửa hàng. Và cái thời điểm đó thì anh chị em biết rồi, chỉ là phụ bán vàng thôi, nhưng mà nó là cái công việc tốt đó. Xin lỗi ngày hôm nay mà ai trong chúng ta mà xin được vào một cái cửa hiệu vàng đó, tôi nghĩ không dễ. Đúng không ạ? Không dễ đâu. Phải tin tưởng nhiều lắm. Mà lúc bây giờ anh chị em biết đó, ở trong người tôi lúc nào cũng tiền cũng vàng nhiều lắm, nhưng mà có ta mà. Tại vì phải chạy đi đổi á, từ ở quận 3 á mà chạy vào trong chợ lớn, cái chỗ mà khóc á, đó cầm vàng nhiều khi tôi nhét, để mình không có để trong mình, để túi này nhét á, còn là bằng cây thôi mà. Rồi đi vào đó đổi tiền, đi thì đi mình không, nhưng mà về á mấy bao tiền mà mỗi lần chở gì sợ lắm. Tại vì anh chị em biết là tiền mà bỏ vô bao nó có góc cạnh hết à, tiền nó phải xếp gọn lại rồi cột đứng lại rồi nó có góc cạnh hết, nên nếu mà ai mà tin mắt nó chú ý chút xíu là biết chở tiền liền. Cho nên á, chạy là cứ vòng trước vòng sau. sợ cướp à. Có chỗ làm tốt, có tiền. Nhưng mà khi mà Chúa gọi, cảm ơn Chúa, lúc bây giờ tôi còn nhớ, tôi mới có 21 tuổi. Và quyết định nghỉ. Và đến nỗi mà tôi nói với lại cái chủ tiệm vàng, tôi xin nghỉ. Họ bất ngờ quá, họ chửi tôi nữa. Tại vì nghĩ mà nghĩ ngang vậy, họ không kịp để mà tìm người thay thế nữa. Bởi vì Chúa kêu gọi. Và cái công việc đầu tiên của tôi đó là chạy xe đạp từ Sài Gòn lên Thủ Đức để chăm cho một cái cô nhi viện. Và ngày nào cũng vậy hết, đi bằng xe đạp đi, chạy lên Thủ Đức, rồi chiều chạy về, chạy lên chạy về. Lúc bấy giờ là chỉ có xe gắn máy, chạy lên chạy về, chạy lên chạy về như vậy. Và bắt đầu của mình đâu được huấn luyện để mà làm việc ở trong cô nhi viện đâu, vậy thì cô đốc đó làm gì? Mà thấy là những cái kiến thức mà mình biết được, vô trong đó dạy cho mấy đứa trẻ một thôi, dạy cho nó học, dạy cho nó biết chữ, dạy cho nó làm toán. Rồi xong rồi, sau những cái giờ đó, họ cho tôi một cái phòng để mà nghỉ đó. Mấy đứa nó chạy qua phòng đó, tôi kể chuyện về Chúa Giêsu cho nó nghe đó. Kể chuyện cho nó nghe, thích quá, cầu nguyện. Nhưng mà anh chị em biết không, được có một tháng à, bị phát giác. Bị phát giác. Và thế là họ không có cho mình làm. Tại vì mấy đứa nhỏ đâu có buộc miệng nó được đâu.
nó mừng quá, nó vui quá, nó đi kể, tôi cầu nguyện cho nó Chúa Giêsu, kể chuyện Chúa Giêsu cho nó. Nhưng mà đó là cách của Chúa khởi đầu, những gì mình có mình làm, và sau đó Chúa kêu gọi tôi đi ra một cách đối diện với rất là nhiều sự khó khăn bắt bớ đủ hết. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa gìn giữ, Chúa bảo vệ, và Chúa dẫn mình, Chúa sức dầu ở trên đời sống mình để làm những cái công việc Chúa cần Chúa làm. Nên anh chị em ơi, đừng có tìm cách để thoái thác. Chúa mà đã kêu gọi rồi, cho dù mình có thoái thác đi nữa thì rồi cũng phải trở lại mà thôi. Nhưng mà tôi có một cái kinh nghiệm này, tôi thấy rất là nhiều những anh chị em mà từ chối, họ cứ thất bại cho đến chừng nào họ quay trở lại và vâng lời Chúa, vâng theo tiếng gọi của Chúa thì cuộc đời họ thành công. Cho nên tôi khẳng định với anh chị em rằng Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta đừng từ chối. Amen. Đừng từ chối. Một cái hình ảnh tôi chúng ta thấy Gideon, khi mà dân Madian nắm dân Hebra, lúc bây giờ Gideon đang trốn trong cái bàn hẹp lúa, bàn mặt lúa, tại vì ông nhỏ con, ông nhỏ xíu. Nhưng mà Chúa đến, thiên sứ đến và nói gì đó, ở nhà dũng sĩ, người nhỏ xó một chút xíu, ở nhà dũng sĩ. Và Chúa bắt đầu kêu gọi ông, Ngài muốn sử dụng ông để giải cứu, để đánh dân qua đi em. Bản chất của con người vẫn tiếp tục gì? Phải tham từ chối. Và có đủ lý do. Tôi là người nhỏ nhất, nhìn tôi nhỏ xíu, cái bàn ép lúa mà còn chui vô được nữa. Ta biết cái bàn ép lúa không? Đó. Còn chui vô đó được đúng không? Rồi đó, nhà cha tôi là nghèo nhất ở trong bộ tộc. Mà cái họ của chúng tôi đó, cái chi phái của tôi là chi phái Benjamin, là nhỏ nhất trong 12 chi phái. Sống kêu mấy người kia, không kêu mấy chi phái kia. Tôi là nhỏ, nhà tôi thì nghèo, mà tôi ở trong cái họ mà nhỏ nhất trong 12 họ nữa. Một cái gì cũng nhỏ, quá đủ lý do không để từ chối. Nhưng mà anh chị em ơi, Kinh Thánh nói là Chúa Ngài dùng những sự rồ dại thế gian này làm hổ hẹn những kẻ khôn ngoan của đời này. Amen. 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 Chúa dùng như vậy để chúng ta không có phải kiêu ngạo. Chúa dùng như vậy để chúng ta thấy rằng quả thật bản thân chúng ta chẳng có gì đâu, nhưng mà chính Ngài là đến kêu gọi, mà Ngài là đến sẽ ban cho chúng ta. Ngài gọi chúng ta thì Ngài cũng sẽ ban ơn cho chúng ta, ban ơn lớn cho chúng ta để chúng ta được Ngài. Ngài gọi chúng ta thì Ngài cũng sẽ cung ứng để chúng ta được một Ngài. Amen. Khi tôi cầu nguyện với Chúa, Chúa ơi, con khao khát mỗi năm như vậy con có cơ hội để đi truyền giáo miền Bắc, và tôi muốn thăm lại những hội thánh mà tôi mở vậy đó. Hội thánh ở Điện Biên, hội thánh ở Vĩnh Phú, hội thánh ở Hải Phòng. Khi mà tôi truyền giáo những cái năm trước đó thì cảm tạ Chúa, tôi chuẩn bị và cầu nguyện như vậy thì Chúa làm tạm được. Năm nay kết nối được với một thầy tớ của Chúa, ông là mục sư người Mỹ, và ông dạy về việc mà chia sẻ phúc âm cho cá nhân đó, tuyệt vời, rất là hay. Và tôi nói ông mới đến hôm tháng 9, tôi mời ông, tôi nói ông có đi Hà Nội chưa, miền Bắc chưa, ông muốn đi với tôi không? Nếu ông được
về cầu nguyện đi. À. Và đương nhiên đi là tiền ai để trả? À. Tiền ông không lo thì tôi cứ lo. Và cảm ơn Chúa, ông cảm động và quyết định hai chúng tôi liên lạc với nhau và cuối cùng chúng tôi đã mua vé. Nhưng mà vấn đề tôi muốn nói là khi lòng mình khao khát, mình áo ước như vậy đó, thì cảm tạ ơn Chúa, con cái Chúa họ nghe, họ biết được và họ đã trả tiền vé. Tôi không phải tốt. Hallelujah. Không phải người Mỹ trả đâu nha, Việt Nam đi trả đàng hoàng. Hallelujah. Tôi nói với mình, Chúa kêu gọi, Chúa sẽ vui mừng. Đừng có sợ, đừng có lo. Cho nên Chúa kêu gọi mua xe, Chúa kêu gọi Gideon, một người rất là nhỏ con nhưng mà cuối cùng đã giải cứu dân Israel khỏi sự tấn công của Madian và cuối cùng đã chiến thắng và trở nên làm quan xét của dân Israel bây giờ. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Còn nữa, còn nhiều lắm những hình ảnh mà sự kêu gọi thiên thượng, sự kêu gọi từ Đức Chúa Trời. Nếu liệt kê chúng ta sẽ không có đủ thời giờ. À, chúng ta thấy vua David cũng được Chúa sức dầu để kêu gọi để trở nên thành vua. Bây giờ tôi cũng đề cập đến cái tiếng gọi thứ hai. Thông thường thì chúng ta luôn nghe và được đề cập đến tiếng gọi thiên thượng. Nhưng mà có một tiếng gọi thứ hai mà chúng ta ít có để ý, đó là tiếng gọi từ những người xung quanh. Chúng ta cùng xem ở trong Kinh Thánh sách Công Vụ các sứ đồ 16. Công Vụ các sứ đồ đoạn 16 câu số 9. Đường ban đêm, Phao-lô thấy sự hiện thấy có một người Macedoan đứng trước mặt mình, này xin rằng hãy qua xứ Macedoan mà cứu giúp chúng tôi. Tôi trích ngang câu kinh thánh này, nhưng mà nếu chúng ta đọc phần thượng văn thì chúng ta thấy rằng cái chương trình của Phao-lô khi đi truyền giáo, ông không có ý định để đến Macedoan, có đúng không ạ? Nhưng mà ông vào khỏi Asia biệt lập, đưa ban đêm, ông lại thấy hình ảnh của người Macedoan mẹ gọi kêu cứu, hãy đến. Anh em ơi, đây là cái hình ảnh ở trong khải tượng của sứ đồ Phao-lô, nhưng mà nó cũng là cái hình ảnh của tiếng gọi của những người xung quanh, nó là đại diện cho tiếng kêu cứu của những người xung quanh chúng ta hôm nay. Amen. Chúng ta có nghĩ như vậy không ạ? Anh chị có nghĩ như vậy không? Khi tôi suy gẫm lại cái cuộc đời theo Chúa của mình, tôi cảm ơn Chúa vô cùng. Bởi vì sao? Từ khi tôi quyết định tin Chúa cho đến ngày hôm nay, mỗi ngày Chúa nâng tôi lên. Kinh Thánh nói là bước chân càng cao hơn. Amen. Đời sống của tôi được sung mãn hơn, dư dật hơn, thịnh vượng hơn, bình an hơn, phước hạnh nhiều hơn.
Anh chị em có như vậy không? Và hãy thử nghĩ mà xem, nếu như trước đó chúng ta không được một ai đó chia sẻ Chúa cho chúng ta, chúng ta không được một ai đó nói về Chúa cho mình, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ như thế nào? Và bây giờ khi mà chúng ta nhìn vào ở trong cái thế giới này, chúng ta thấy rằng phải chăng những con người ở trong thế giới này họ đang bất an. Amen. Họ đang tuyệt vọng. Họ đang ở trong cái tình trạng mà nó rất là tồi tệ. Anh chị em ơi, nhìn họ như vậy đó, tồi tệ từ tâm linh cho đến thể chất. Chúng ta đừng có nhìn vào cái vật chất mà họ đang có. Tôi nói cho anh chị em biết, đừng có nghĩ rằng ồ, họ có nhà cao cửa rộng là họ bình an. Không có đâu. Kinh Thánh khẳng định với chúng ta rằng những kẻ ác chẳng hưởng được sự bình an bao giờ. Amen. 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 Tôi hỏi anh chị em, kẻ ác là ai? Kẻ ác là những người không kính sợ Chúa, không tin nhận Chúa, phải không? Họ đang thuộc về ai? Họ đang bị cột trói, họ đang bị lừa dối, và họ đang bị hướng dẫn bởi quyền lực của Satan, của ma quỷ, và tất nhiên họ đang làm những cái công việc của sự tối tăm. Nó kẻ ác. Mà Ê-sai và chúng ta có 22 nói rất là rõ ràng, kẻ ác chẳng hưởng sự bình an bao giờ. Vậy thì hãy nghe những tiếng gọi, những tiếng rên xiết từ trong lòng của họ. Chúng ta thấy những người giàu có, họ giàu có về vật chất, nhưng mà họ thiếu thốn nhiều lắm. Họ thiếu thốn những cái mối quan hệ tình cảm thật sự, mối quan hệ vợ chồng của họ không ổn đâu. Mối quan hệ cha mẹ với con cái không có ổn đâu. Thậm chí tài sản của họ cũng không ổn đâu. Ngày hôm nay chúng ta thấy nhiều người đi xe hơi đó, xin lỗi, mắc nợ như chú chỏm. Phải không ạ? Điều mà tôi biết được á, họ phải mắc nợ, họ mượn, họ có những cái đó để làm bình phong. Bình phong để chi? Để có những cái cuộc ngoại giao để làm ăn. Nhưng mà thật sự ra đó là gì? Đó là sự vũ trang, những cái vỏ bọc bề ngoài. Chưa kể là những con người họ có chủ đích để lừa gạt. Ồ, ăn mặc ngon lành lắm, đi xe, xe thuê, xe mượn, nhà cũng nhà thuê luôn. Nhưng mà tới đó nhìn vô nhà, ồ đẹp quá, tưởng nhà của họ, tưởng xe của họ. Nhưng mà sau khi ký xong rồi, vỡ lẽ, giết rồi. Lần thứ hai tới, không thấy nhà của người ta, xe của người khác. Có phải không quý vị? Nhiều lắm á. Và thế giới này đang ở trong một tình trạng rất là tồi tệ. Tôi còn chưa kể đến nhiều những lĩnh vực khác nữa mà ma quỷ nó đang cướp lấy cuộc đời của biết bao nhiêu tuổi trẻ thanh niên. Ma túy, hàng đá, tình dục sai trái, ồ rất là kinh khủng. Và đó là những cái tiếng kêu cứu. Quý vị có nghĩ rằng đó là tiếng kêu cứu không? Chắc chắn là họ cần được cứu ra khỏi tình trạng đó, anh chị em ơi. Nhưng mà quan trọng là chúng ta có nghe hay không. Cảm tạ ơn Chúa, sứ đồ Phaolô ông nghe được, ông nghe được qua khải tượng, qua giúp chiêm bao. Ông thấy được sự quậy gọi của người Macedonia, ông nghe được tiếng gọi của họ, hãy đến và cứu giúp chúng tôi.
chị em ơi, chúng ta có sẵn lòng để lắng nghe những cái lời mời gọi của những con người. Có thể họ không có cụ thể trực tiếp để vẫy gọi chúng ta, nhưng mà tiếng nói từ trong tấm lòng của họ, từ trong tâm linh của họ. Tôi bảo đảm với anh chị em rằng khi chúng ta tiếp xúc với họ thì chúng ta sẽ thấy. Chúng ta tiếp xúc được với họ đi, rồi chúng ta sẽ thấy họ có nên để như thế nào và họ cần Chúa ra làm sao. Amen. Amen. Nên đây chính là điều thứ hai mà chúng ta cần phải nghe. Xin Chúa hãy mở lỗ tai của mình của chúng ta để chúng ta phải nghe tiếng của nhiều những con người đang kêu than. Chúng ta còn nhớ đến hình ảnh của dân Hebrew khi họ ở trong xứ Ai Cập không? Kinh Thánh ghi lại rằng là Chúa ngài nghe tiếng than khóc của họ, phải không ạ? À? Chúa ngài nghe tiếng than khóc của họ và ngài đã sai Môi-se đến để ma quỷ đang cầm buộc, ma quỷ đang cột trói, họ bất an lắm, họ đang tuyệt vọng lắm. Anh chị ơi, hãy dạng dĩ lên, hãy mạnh mẽ lên, hãy hưởng ứng sự kêu gọi của Chúa để đến và cứu giúp. Amen. Amen. Tôi sẽ nhanh chóng kết thúc một cái sự kêu gọi thứ ba mà chúng ta cần lắng nghe. Tiếng gọi từ trên cao rồi, phải không ạ? Tiếng gọi của những người xung quanh chúng ta, phải không ạ? Rồi. Anh em đoán thử coi còn có tiếng gọi ở đâu không? Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Nói lớn lên cho tôi nghe với. Trong lòng là... Ngồi trong lòng hả? Dạ. Cảm ơn Chúa, cảm ơn quý vị. Câu trả lời cho chúng ta đó là tiếng gọi ở dưới lòng đất, tiếng gọi từ âm phủ. Ồ, anh chị em nghe này chắc lạ nha. Tôi sẽ chia sẻ lên em, đừng nghĩ đây là tà giáo, phải đâu. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem ở trong sách Luca đoạn 16 từ câu 22 đến câu 31. Luca đoạn 16 từ câu 22 đến câu 31. Đó là chúng ta đọc phần trên nữa, nhưng mà tôi muốn ngắt lại một xí. Cái câu chuyện này rất là quen thuộc à. Từ câu 22 đến câu 31 chúng ta xem. Vả người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng hẳn ra nhà. Người giàu cũng chết, người ta đem chôn. Người giàu ở nơi âm phủ đang bị đau đớn, nước mắt lên san với Abraham và Lazarus trong lòng người, bèn kêu lên rằng: Hỡi Abraham tổ tôi, xin thương lấy tôi, sai Lazarus nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mát lửa tôi, vì tôi bị khổ trong lửa này quá lâu. Nhưng Abraham trả lời rằng: Con ơi, hãy nhớ lại lúc ngươi còn sống đã được hưởng như sự lành của mình rồi, còn Lazarus phải những sự dữ. Bây giờ nó ở đây được yên ủi, còn ngươi phải bị khổ mình. Vả lại, có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được. Người giàu nói rằng: Tổ tôi ơi, vậy xin sai Lazarus đến nhà cha tôi, vì tôi có 5 anh em, đặng người làm chứng cho họ về những điều này, kẻo họ cũng xuống đời đau đớn mẹ nhằn. Abraham trả lời rằng: Chúng nó đã có Môi-se và các thần tiên tri, chúng nó phải nghe lời các thần ấy. Người giàu nói rằng: Thưa Abraham tổ tôi, không phải vậy đâu, nhưng nếu có kẻ chết sống lại để đến cùng họ thì họ sẽ ăn năn. Xong Abraham rằng: Nếu không nghe Môi-se và các thần tiên tri thì dầu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng nghe.
một cái cuộc đối thoại giữa người giàu và Abraham, phải không? Phải không anh chị? Đây là cuộc đối thoại giữa người giàu và Abraham. Và đây là câu chuyện mà Chúa Giêsu kể lại. Chúng ta có tin rằng là một cái hố sâu, một cái vực sâu, một cái khoảng cách mà giữa âm phủ và thiên đàng không ai có thể qua lại được hết, đúng không ạ? À? Đây là Chúa phán mà, Chúa nói là không ai có thể qua lại được hết, nó đã được định vị rồi. Những người sống trên đất này khi quyết định tin nhận Chúa, bước đi với Chúa, thờ phượng Chúa thì chắc chắn giống như là Sarah được ở trong lòng Abraham, được ở trong Paradise. Còn những người mà không kính sợ Chúa, sống một đời sống mà không thờ phượng, không vâng phục Ngài thì nó đã định vị cho cái chỗ đó, đó là gì? Âm phủ, có phải không ạ? Nhưng mà rồi chúng ta thấy là gì ở đây? Ồ, khi người giàu ở trong âm phủ rồi, lúc bây giờ mới bừng tỉnh. Anh chị em có tin rằng khi một người chết thì chỉ chết về phần xác này thôi, đúng không? Amen. Amen. Chết phần xác. Và người phải chết một lần để chịu sự phán xét. Nếu mà linh hồn chết thì sao chịu phán xét? Và sự chết đời đời không có nghĩa là chấm dứt. Sự chết đời đời có nghĩa là người đó vẫn sống, nhưng mà sống trong sự đau đớn, sống trong sự bị đốt nóng ở trong hồ lửa đời đời, giống như người giàu. Amen. Amen. Chứ không phải là nếu mà chấm dứt, tắt hơi, chết là hết thì cũng giống như quan niệm của những người kia rồi, đâu cần phải tin Chúa làm chi, đâu có hình phạt đâu, tin Chúa làm chi, đâu có phần thưởng đâu, tin Chúa làm chi. Cho nên chúng ta cần phải hiểu sự sống đời đời, sự chết đời đời. Khi một người chấm dứt cuộc sống trên đất này chỉ là chấm dứt phần thể xác thôi, nhưng mà rồi sau đó thân thể này sẽ được biến hóa để có được một thân thể mới, thân gọi là thân thể vinh hiển. Amen. Chúng ta xem ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 chúng ta sẽ thấy. Còn thân thể này là thân thể hay chết. Vậy thì trở lại, ở lại như đây, thông thường đó, người sống đó, người ta lại quan niệm là người sống cầu nguyện cho người chết, giống như mấy tôn giáo khác đó, phải không? Gọi là cầu siêu. Phật giáo là cầu siêu, cầu siêu để cho siêu thắng tịnh độ, để cho vào được cõi niết bàn. Ha, người sống cầu cho người chết. Rồi công giáo cũng vậy. Công giáo là những người chết đó là bị giam vào ở trong một luyện tội, và những người sống sẽ cầu thay cho những cái người đó bằng cách mua những cái bùa xá tội, và mua càng nhiều thì người đó sẽ thôi từ lợi lên, thôi từ cái một luyện tội lên, thôi từ lợi lên, ngôi lên, ngôi lên, và có thể vào thiên đàng. Thì đây là một sự lừa dối của ma quỷ, bởi vì Kinh Thánh nói gì, nó có một cái khoảng cách mà từ đó qua đây cũng như từ đây qua đó không ai qua. Chúng ta thấy mà, đây là điều chứng minh cho những cái quan điểm của tôn giáo đó là hoàn toàn sai lệch. Cho nên việc mà người sống mà cầu nguyện cho người chết, đó là chuyện sai lệch. Nhưng anh chị em ơi, lòng khát khao, lòng mong mỏi của người chết đối với người sống thì điều đó có à? Amen. 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 Nếu anh chị nói rằng làm sao tôi biết được, Kinh Thánh nói này,
Amen. Amen. Họ đang cố gắng để nhờ Abraham tổ tôi ơi, hãy kêu Lazarus sống lại đi. Để nói, cái chuyện đó là chuyện của những tiên tri, chuyện của những mục sư, chuyện của những cơ đốc nhân, có phải là chuyện của chúng ta? Amen. Amen. Như vậy thì đây là trách nhiệm của chúng ta. Đây là tiếng gọi từ ông phụ. Hãy lắng nghe tiếng gọi này. Tôi cầu xin Chúa ngày mở lòng chúng ta để nó thấy được điều này. Hãy suy gẫm đi anh chị em ơi, trước khi quá muộn. Nó muộn là thế nào? Họ tắt thở mà họ vẫn chưa đầu phục Chúa. Họ tắt thở mà họ chưa chịu tin nhận Ngài. Đó là quá muộn. Nhưng nếu họ còn sống, vẫn còn có cơ hội. Cho dù họ còn ở trong bệnh viện, hơi thở còn ở trong thân thể họ, vẫn còn có cơ hội. Amen. Nhưng nếu ngừng thở rồi, không còn cơ hội nữa đâu. Chúng ta không cảm giác được cái sức nóng nó như thế nào, nhưng mà chắc chắn người chết cảm giác được. Và chắc chắn người chết không thể nào sống lại để nói cho người sống nghe. Bởi vì thực tế chúng ta thấy ha, nếu mà đang cái đám tang hay là người chết là vài ngày hay là đã lâu rồi không biết, người ta gọi là đội mồ sống lại, lúc bây giờ những người sống sẽ thế nào? Lúc bây giờ chúng ta có chịu nghe họ không? Chúng ta có chịu tin họ không? Hay là một á là chạy, hai là tìm cách xử họ cho họ chết thiệt. Ở ngoài thì làm sao? Thầy bùa, ế bùa, ế không cho nó lên, rồi gì nữa, dán bùa trong nhà không cho nó vô, đúng không ạ? Đó là cách của những người không có Chúa. Nó đâu có tin. Cho nên Kinh Thánh nói rõ ràng, bây giờ có kêu sống lại nói mà cũng không có tin đâu. Chỉ có người sống nói cho người sống thôi. Amen. Amen. Chỉ có chúng ta nói mà thôi. Nhưng mà anh chị em ơi, trước khi chúng ta nói, hãy lắng nghe tiếng nói này. Hãy lắng nghe tiếng nói từ ông phụ. Đó là tiếng nói của những người thân, tiếng nói của những con người mà chúng ta biết họ đã từ chối Chúa, họ đã không tin nhận Ngài, họ giống như người giàu này đã bị quăng vào trong hồ và họ đang bị đốt nóng quá rồi. Cho nên tôi cầu xin Chúa Ngài cho chúng ta để lắng nghe tiếng gọi. Nên buổi sáng hôm nay đây, tôi chia sẻ cho một thánh của Chúa ba tiếng gọi mà chúng ta cầu. Amen. Tiếng gọi từ đâu ạ? Từ thiên đàng. Tiếng gọi từ trời, tiếng gọi của Đức Chúa Trời. Hãy đáp ứng với lời gọi của Ngài. Tiếng gọi thứ hai, tiếng gọi của ai? Tiếng gọi của những người sống đang xung quanh chúng ta. Hãy cầu nguyện để xin Chúa cho chúng ta có thể nghe được những tiếng gọi, để chúng ta có thể cảm động. Chúng ta đến những cái vùng đất, những cái nơi mà họ đang rất cảm động. Và tiếng gọi thứ ba, mình xin Chúa Ngài cho chúng ta có thể có một đôi tay thật minh nhạy bén, có một cái tấm lòng để mở ra tiếp nhận những lời này, nghe được những tiếng gọi này để đáp ứng sự kêu gọi của Chúa mà tôi đi hầu việc Ngài. Không có nói rằng tôi già, tôi không làm gì được, tôi còn trẻ, tương lai của tôi còn nhiều quá, bây giờ tôi dấn thân một cái coi như là tôi mất hết, tôi bỏ hết, tôi chẳng hưởng thụ được gì hết. Thanh niên,
Đôi khi suy nghĩ như vậy nhiều lắm, nhưng mà xin Chúa cho chúng ta tình yêu của Chúa quá lớn trên cuộc đời của chúng ta. Và những gì ngày hôm nay nó chỉ là tạm bợ mà hãy đầu tư vào nước của Ngài, đó là nước đời đời vĩnh cửu lâu dài.